Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 213 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn độc của Lát Thì tập này được mang tên là Tam Hoang Tam Tộc Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người dịp thở đắp sinh mệnh thân lên thất bại tàn cả các ngươi lập tức cút cho lão phu nếu có kẻ dám cả gan không tuân theo thì lão phu sẽ dứt tới hàng linh điện diệt linh địa của các ngươi khiến cho linh thể các ngươi bị tiêu diệt giọng nói tang thương mang theo bá đạo vô thượng rầm rầm vang lên chẳng những khiến cho thương ảnh màu đỏ bốn phía thét lên chối tay rút lui thậm chí ngay cả xương mù màu đỏ bốn phía cũng rung rẩy quay cuồng bị cuốn đi từng tầng lớp lớp cũng chính trong hai nhịp thở trong phạm vi mười vạn trượng không còn một thân ảnh màu đỏ nào cho dù là đại điển ở trên bầu trời cũng ẩn đi tất cả khôi phục lại bình thường ngay cả sương mù màu đỏ phía xa xa dường như cũng xuất hiện tia trắng sắp hóa thành sương mù màu trắng bình thường tô minh đứng ở trong động đối với tất cả mọi chuyện phát sinh hai mắt hắn chớp động nhanh thân sắc lộ ra vẻ khiếp sợ và chần chừ hắn đứng đó không nhúc nhích bên tai còn thoáng vang vọng tiếng nói già nu kia Tô Minh bất động bốn phía cũng lâm vào tĩnh mịch rất nhanh không có chút tiếng động nào truyền ra dường như Tô minh tồn tại nơi này không khiến cho tiếng nói tự xưng là bộ lạc thiên linh kia chú ý chút nào vậy thằng linh thất bại hàng linh điện bộ lạc thiên linh một lát sau hai mắt Tô minh lóe sáng quay đầu nhìn thoáng qua phía sâu ở trong động suy nghĩ một chút không bước vào mà đi ra cửa động đứng ở giữa ngọn núi màu trắng hắn nhìn về phía xa xa hắn thấy sương mù phương xa biến hóa nhanh chóng, màu trắng đã chiếm non nữa. Không bao lâu nữa, sương mù màu đỏ trên thế giới này sẽ biến mất, bị màu trắng thay thế, nên đón bảy ngày tương đối an toàn. Những thương ảnh màu đỏ và thay khu cầm cúc mâu trong tay kia, thì ra bọn họ ở chỗ này là kết quả của một loại thăng linh thất bại. Như vậy thì đã có thăng linh thất bại, nhất định có tồn tại thăng linh thành công rồi. Thăng linh, chẳng lẽ những cái gọi là tiên linh hay linh tiên kia chính là do thăng linh thành công mà sinh ra sau hai mắt tô minh lóe sáng trong đầu hắn hiện lên những lời nói ngọc nhu ngọc gia đã nói với mình tại hát mặt tinh trên thần nguyên tinh hải năm đó trong truyền thuyết khi giữa trời và đất trong thương và khung ta và không vẫn là một mảnh hỗn độn nhóm sinh linh đầu tiên ra đời được gọi là tiên linh tiên linh sáng tạo ra sinh mệnh cho nên mới có vạn tộc có chúng sinh chúng sinh thờ phụng tiên linh trong năm tháng vô cùng, vạn tộc thờ phụng tiên linh từ từ xuất hiện một số sinh mệnh có thể chịu được tiên linh lực, gọi là linh tiên. Sau đó có một hạo kiếp giáng xuống, chúng linh rơi vào ngủ say. Dù là tiên linh hay là linh tiên do thờ phụng mà thành, cũng đều không thể né tránh nổi hạo kiếp này. Hạo kiếp kéo dài, vạn tộc cũng điêu linh, hoặc là tứ tán, hoặc là diệt tộc, xuống dốc. Những năm tháng vô tận sau hạo kiếp, không có tiên linh cũng không có linh tiên, mọi người nhìn trời cao biến hóa, nhìn quy tắc sau trời, kết hợp với một số thuộc tu luyện lưu lại trong năm tháng, từ đó mới sáng tạo ra một thể hệ mới. Một loại thể hệ khiến cho bản thân viên mãn, khiến cấp bậc sinh mệnh được đề cao. Trong năm tháng, mọi người tu luyện loại thế hệ này, có người nổi bật được gọi là hậu linh. Mà đến hiện tại, hậu linh cũng cực kỳ hiếm thấy. Cũng bởi vì số tộc quần phân tán rồi lại sinh sôi nên người tu hành cũng được gọi là tu sĩ, dựa theo cách gọi cổ xưa trên thực tế đều là linh hậu tu sĩ đây là cách giải thích năm đó ngọc nhu nói với tô minh cũng là lần đầu tiên tô minh biết tới ý nghĩa của đại biểu bốn danh xưng tiên linh linh tiên hậu linh linh hậu lần nói chuyện đó sau đó tô minh còn được nghe nữa hơi xúc động nhưng cũng không để ý cho lắm hắn cho rằng đây chẳng qua là một cách hiểu khác của các bộ lạc trong thần nguyên tinh hải đối với tu sĩ không phải là toàn diện mà chỉ là phiến diện thôi nhưng mà cho tới khi tô minh tới đạo thần chân giới gặp đạo hải chi tiên cho tới khi hắn tới cái chỗ này thấy được những thương ảnh màu đỏ và chúng linh điện trong truyền thuyết của thần nguyên tinh hải nơi chúng linh ra đời nhất là cảnh tượng vừa rồi những từ ngữ trọng điểm trong lời nói của cái lão già kia hắn bỗng nhiên chấn động tâm thần mãnh liệt tu sĩ Dựa theo cách nói thần nguyên tinh hải trên thực tế là linh hậu tu sĩ thần nguyên tinh hải dù sao cũng là một phần của tâm hoang đại giới có khả năng là tam hoàng đại giới đã trải qua bốn thời đại giống như tuế trần tử ách thương như diệt sinh lão nhân bọn họ chẳng qua là những tồn tại trong thời đại kia hoặc là người ngoại lai bốn thời đại trừ thời đại linh hậu ngày nay ra ba thời đại khác đã bị mai táng trong dòng sông lịch sử rồi chỉ có một phần tin tức nhỏ bé được truyền lại mà thượng nguyên tinh hải bởi vì cổ xưa bởi vẫn luôn giữ phương thức bộ lạc tộc quần cho nên ở nơi đó mới có tin tức tương đối đầy đủ về bốn thời đại. Tô Minh trầm mặt, mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, càng suy tư sâu hơn lại càng kinh hãi. Bởi hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, đó là đại năng tâm hoàng đại giới và tu sĩ trận doanh nghịch thánh. Cùng một cảnh giới, đúng ra lực lượng phải ngang nhau, nhưng mà khi giao chiến thì một kiếp dương của nghịch thánh có thể chiến thắng duyên cảnh của tâm hoàng đại giới, thậm chí có thể đánh một trận với sinh cảnh nữa rốt cuộc tồn tại trên là thế nào mới tạo thành sự bất động như vậy điểm này trước kia tu minh vẫn luôn nghi ngờ từng cho rằng tam hoang đại giới tương đối nguyên thủy man hoang cho nên mới không bằng trận doanh nghịch thánh đã tích lũy thế hệ tu vi qua vô số năm thậm chí tu minh còn từng hơi hâm mộ nghịch thánh chân giới tu hành được bổn nguyên trọng yếu nhất nữa nghịch thánh tu bổn nguyên ám thần tu linh đan khi biết được những thứ này tu minh từng thầm than hắn không biết tam hoang tu cái gì không có đầu mối hoàn toàn mê mang hắn từng muốn học nghịch thánh chân giới đi tu cái gọi là bổn nguyên lực trên thực tế hắn đúng là đã đi được mấy bước ở trên phương diện này rồi nhưng mà hắn vĩnh viễn không quên được trong ảo cảnh của đạo hải chi tiên khi thí luyện điện hạ tại đạo thần chân giới năm đó đạo hải chi tiên phân tích hai chữ bổn nguyên giọng nói dù bình thường nhưng mà tu minh vẫn có thể nghe ra vẻ xem thường dường như đạo hải chi tiên thấy bổn nguyên rất đơn giản hời hợt không phức tạp chút nào Đơn giản tới mức nó chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giúp tụi mình cảm nhận được chấn động bổn nguyên tồn tại. Chẳng qua chỉ là một chút nguyên lý đơn giản, chỉ cần nắm được là có thể thông hiểu hết đạo lý, có thể thi triển ra. hô hấp của tụi mình hơi dồn dập, hai mắt của hắn lộ rảnh sáng. Những thứ này vốn tồn tại trong nội tâm của hắn như nghi ngờ thôi, nhưng mà giờ phút này thông qua mấy từ trong giọng nói già nua kia, giống như những chiếc chìa khóa. Trong phút chốc khiến tụi mình nghĩ tới rất nhiều cho tới khi biến thành một suy đoán vô cùng điên cuồng nhưng lại có mấy phần có thể tin tưởng được. Không phải tu sĩ tâm hoàng đại giới không mạnh, mà là tu sĩ tâm hoang đại giới ngày nay là thời đại thứ tư, đã mất đi thế hệ tu hành, đều là tự diễn biến mà ra cả. Mà nghịch thánh chân giới có lẽ cũng trải qua mấy thời đại rồi, nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, thế hệ tu hành của bọn họ cho dù là tu sĩ cũng vẫn hoàn thiện hơn tâm hoang đại giới, cho nên mới xuất hiện trên lệch như vậy. Thời đại thứ tư thời đại linh hậu như vậy có thể suy tính ra thời đại thứ ba hậu linh rồi hậu linh nhìn sau trời nhìn pháp tắc biến hóa mà kết hợp với một số thuật tu luyện còn lưu lại trong năm tháng sáng tạo ra một thế hệ mới một loại thể hệ khiến cho tự thân viên mãn để cho cấp bậc sinh mệnh của bản thân được đề cao ở thời đại thứ ba mọi người tu luyện thể hệ này được gọi là tu sĩ hậu linh ở thời đại đó có tuế trần tử có ách thương có diệt sinh lão nhân thời đại đó huy hoàng hẳn là có thể đối kháng với nghịch thánh và ám thần chỉ sợ là thực lực vẫn như cũ nhưng mà tu di chiến lược sẽ ngang nhau nhưng mà thời đại thứ ba bị hủy diệt đám người tuế trần thử diệt dông, ách thương ngủ say cho nên tới thời đại thứ tư xuất hiện tu sĩ càng suy yếu hơn bởi vì bọn họ chẳng qua chỉ có được công pháp tu hành tàn phá lưu lại từ thời đại thứ ba cho nên càng khiến cảnh giới dù rất mạnh mà chiến lực căn bản là không cách nào so sánh được với trận doanh nghịch thánh cả mà thời đại thứ ba bị hủy diệt có lẽ chính là bởi ca dao của diệt sinh lão nhân tâm thần tu minh chấn động mơ hồ cảm thấy dù mình suy đoán chưa phải hoàn toàn chính xác nhưng cũng đã tiếp cận được chân tướng rồi hô hấp của hắn dồn dập tiếp tục suy đoán nữa thì thời đại thứ hai thời đại linh tiên đã hoàn toàn chặt đứt với thời đại thứ ba thậm chí tu hành cũng hoàn toàn khác biệt tu sĩ thời đại thứ hai bọn họ cúng bái tiên linh thời đại thứ nhất do đó đạt được sự cường đại vô cùng tu vi áp đảo bộ lạc tộc quần của bọn họ từ từ lan truyền ra được gọi là linh tiên. Khi tiên linh vẫn lạc, bọn họ dẫn tộc quần của bộ lạc triển khai ra một cuộc sống huy hoàng, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng bị thời đại sụp đổ hủy diệt. Trận hủy diệt kia bao phủ tất cả bọn họ. Linh tiên, linh tiên, đạo hải chi tiên, dù cùng có khả năng là một linh tiên đời thứ hai, chẳng qua vẫn còn sống. Hai mắt tụ mình tỏa sáng chưa từng có, hắn cảm thấy mình càng phân tích lại càng tích cực gần chân tướng. Cho nên đạo hải chi tiên mới có thể tùy ý nghiên cứu tu sĩ nghịch thánh chân giới, cổ thần, thậm chí có thể bắt chước bọn họ. Dù là chết rồi cũng có thể tạo ra các loại thần thông của bọn họ trong ảo cảnh, thậm chí bao gồm cả bổn nguyên quan trọng trong thể hệ tu hành của nghịch thánh chân giới. Từ điểm này đủ để thấy sự cường đại của linh tiên thời đại thứ hai rồi. Như vậy tác dụng của chúng linh điện, còn cái giọng nói của lão giả tan thương kia về thăng linh thất bại, có một cách giải thích hoàn mỹ. Bên trong chúng linh điện có một loại truyền thừa để cho mọi người trong thời đại thứ hai trở thành linh tiên. Thân thể tu minh rung lên, hắn bị suy đoán của mình làm rung động, đồng thời cũng bộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Cho nên mới có cái câu nói thăng linh thất bại lúc trước, cũng chứng tỏ khả năng thăng linh thất bại rất là lớn. Một khi thất bại thì sẽ biến thành thương ảnh màu đỏ không có ý thức tâm thần tô minh chấn động trong đầu hắn nghĩ tới âm thanh lẩm bẩm sau khi thân ảnh màu đỏ xuất hiện tiên thiên địa sinh sung sinh chi súc chi thiên địa nên có thể lâu dài nhưng loại không tự sống được có sự cố mới có thể trường sinh ta muốn sống duy nhất chỉ có thể cướp sinh cơ tiên linh phía trước tiên linh sau tiên linh có thể sống có thể sống thì phải diệt sinh cơ nhất định là như vậy trong mắt tu minh lộ ra quan mang mạnh mẽ hô hấp của hắn dồn dập ngẩng đầu nhìn lên thiên không đã trở thành màu trắng nhìn vị trí xuất hiện đại điện lúc trước trong mắt của hắn lộ ra vẻ khát vọng cố chấp hiện tế tế phẩm thiên hương trận hẳn là vật từ địa nhị thời đại cho nên ở đó linh hồn của phương thương phệ không mới sinh ra ý thức độc lập tự nhiên có được đặc tính nào đó có thể trở thành tế phẩm dùng tế phẩm này mở ra chúng linh điện đổi lấy một cơ hội thăng linh chuyện này chuyện này Tu Minh mạnh mẽ đè nén khát vọng trong lòng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lão nhân diệt sinh kia. Năm đó lão nhân diệt sinh cũng nói cô ca dao để cho chúng sinh đưa ra tế phẩm. Như vậy chứng tỏ lão nhân diệt sinh đã mưu phỏng theo chúng linh điện của địa nhị thời đại. Hoặc cũng có thể nói là hắn đã nhìn thấy mơ hồ, cũng có khả năng là hắn đã biết được bí mật của chúng linh điện. Hắn muốn trở thành linh tiên nhưng lại thiếu tế phẩm, cho nên hắn mới dùng ca dao làm mồi, ngưng tụ cả lực lượng đại giới để tìm kiếm tế phẩm. Tiếp theo hắn sẽ phá hủy đệ tam thời đại, để cho hắn có tư cách bước vào chúng linh điện. Tô Minh trầm mặt, hắn không biết việc suy đoán của lão nhân diệt sinh có liên quan có chính xác hay không. Nhưng mà cho dù có chính xác hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Minh nhìn thiên không, hồi lâu sau lẩm bẩm. Nếu như vậy, đệ nhất thời đại thì sao? Đệ nhất thời đại cũ xưa nhất của tâm hoàng đại giới, khi đó bọn họ mạnh mẽ cỡ nào chứ? nếu suy đoán của ta chính xác thì đạo hải chi tiên cũng là tiên linh mà thôi là tiên linh thờ phụng để nhất thời đại nên mới đạt được lực lượng cường đại như vậy tiên linh từng sống ở trong đệ nhất thời đại của tam hoang đại giới sức trá trời cao bọn họ mạnh tới cỡ nào chứ bọn họ đến từ phương nào vì sao bọn họ lại tiêu tán ngày hôm nay bọn họ còn tồn tại hay không tù mình nhau hai mắt lại nếu có thể xác định được những suy đoán này như vậy trong đầu tu minh bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên cảm giác được có một số chuyện mà hắn hiểu biết có sai lầm hay không. Ví dụ như chuyện hắn đoạt xá được lão giả mà hát bào, còn có một số chuyện đã trải qua, còn chưa nói tới trận doanh ám thần và nghịch thánh có 180 đại giới của bản thân, là tồn tại cổ xưa vĩnh cửu, mà tam hoang đại giới ở trước mặt bọn chúng giống như là một đại giới tân sinh viễn cổ. Mặc dù thoạt nhìn yếu ớt, nhưng mà thực tế, nếu có đầy đủ thời gian, thì nó cũng có thể trưởng thành giống như ám thần và nghịch thánh. Nếu như cách nghĩ này là sai, nếu như so với ám thần và nghịch thánh, tam hoàng đại giới cũng không phải là mới ra đời, mà là sự tồn tại của nó đã vượt qua cả ám thần và nghịch thánh. tu Minh không tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngưng hẳn ý nghĩ này của hắn lại, chuyện này không có chút căn cứ nào, khiến bản thân tu Minh cũng cảm thấy đây chỉ là ý niệm có chút hoang đường trong đầu mà thôi. Dừng suy nghĩ này lại, nhưng mà suy đoán này vẫn chung giấu trong đáy lòng tu Minh, hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía ngọn núi màu trắng kia nhìn cửa động đen nhánh phía sau hai mắt của hắn chợt lóe nhưng không lập tức bước vào mà lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích bên ngoài cửa động thời gian từ từ trôi qua tù mình đã ở ngọn núi này nửa tháng cho đến khi màu sắc sương mù không ngừng biến hóa trở thành màu tím thân thể tù minh bỗng nhiên đứng dậy thoáng cái đã rời khỏi ngọn núi xông vào trong sương mù màu tím ba ngày sau khi tù minh bay nhanh ra khỏi sương mù màu tím hắn lại trở lại cửa động trong sân phong kia. Lần này hắn không chần chờ chút nào, thoáng một cái liền mau chóng tiến về phía cửa động. Hắn muốn đi tới bộ lạc thiên linh, muốn tới nơi đó xem bốn thời đại và suy đoán thăng linh của hắn có chính xác hay là không. Sở dĩ nửa tháng trước, hắn không lập tức bước vào cửa động. Là vì lúc ấy, ở hai lần chiếc nhẫn bột phát ra sống gần, tu vi của hắn đã tiêu hao bảy tám thành rồi. Mà không biết trong bộ lạc thiên linh có tồn tại nguy hiểm hay không, nên tu mình phải cẩn thận, không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này hắn đã bắt đại lượng thú dữ trong sương mù màu tím, cắn nuốt máu tươi của bọn chúng, khiến tu vi khôi phục lại đến khoảng 7-8 phần, lúc này mới trở về. Cửa động dài và nhỏ, kéo dài về phía dưới, tốc độ của tu minh trong huyệt động không nhanh, thần thức mơ hồ tản ra, chạy thẳng hướng xuống dưới theo huyệt động này. Thời gian từ từ trôi qua, tu minh không ngừng tiến về phía trước trong huyệt động, rốt cuộc một nén nhang sau đã xuất hiện một cái động phủ khổng lồ. Trong tích tắc hắn đi ra khỏi lối đi, khi nhìn rõ động phủ thì đồng thời thân thể tu minh chấn động, hít một hơi thật là sâu. Đây là một cái động phủ khổng lồ, non nửa vị trí của nó là trong sơn phong, hơn nửa phân nửa không gian là lòng đất của sơn phong bị đào ra một cái hố sâu khổng lồ. Mà trong đó tồn tại vô số hài cốt, không biết đã tử vong cách bao nhiêu năm tháng rồi. Nơi này là bộ lạc thiên linh gì chứ, rõ ràng chính là một cái hố chung hài cốt mà. Trong đống hải cốt cũng không thiếu những thanh niên hay trẻ nhỏ. Có lẽ khi còn sống, bọn họ là một bộ lạc được gọi là bộ lạc thiên linh, nhưng mà hôm nay bọn họ đã chết, bị chung chen chúc trong cái hú sâu, đẩy dần lên cao. Toàn bộ xương cốt của bọn họ đều là màu đen, làm người ta thoạt nhìn sẽ thấy giật mình, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức âm trầm vần quanh bốn phía. Tù Minh trầm mặt. Hơn nửa tháng trước, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh già nua được truyền ra từ nơi này. Rõ ràng thấy được thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại, sau khi nghe được thanh âm già nua kia, thì những cái thương ảnh màu đỏ kia lộ ra vẻ sợ hãi rồi nhanh chóng rút lui. Tô minh yên lặng nhìn quanh bốn phía. nơi này là một mảnh yên lặng không có chút âm thanh nào tồn tại. cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào nhâm thạch xung quanh động phủ, hai mắt hắn chợt coi rụt lại. hắn thấy trên nhâm thạch có một số nét điêu khắc. đây là do bộ lạc tộc quần thường có thói quen điêu khắc ghi chép lại một số hình ảnh ở trong bộ lạc. Tô minh biết được điều này. Giữa phút này, thân thể của hắn nhoáng một cái, đi tới những hình ảnh trên đá kia cẩn thận xem xét. Bức điêu khắc thứ nhất miêu tả hình ảnh bộ lạc tốt đẹp khổng lồ, trong không gian yên bình, thiên không có cả mặt trời và mặt trăng. Bức điêu khắc thứ hai có thể thấy được, tộc nhân bộ lạc cung phụng một pho tượng, pho tượng này là một nam tử tóc dài, pho tượng nam tử này hiển nhiên đã bị bộ lạc cung phụng không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ quỳ lạy dưới pho tượng, trên mặt mang theo vẻ thành kính. Bức điều khắc thứ ba là một thiếu niên trong bộ lạc bị đưa đến trước mặt pho tượng kia. Sau khi quỳ lạy xong, hình như gã đã nhận được truyền thừa nào đó. Tụi Minh nhìn đến đây bỗng nhiên trong lòng chấn động mạnh. Hắn vô cùng quen thuộc với cái hình ảnh này. Đây rõ ràng là hình ảnh một đứa bé đang nhận manh khải ở man tộc. Thân thể tụi Minh lập tức nhoáng một cái, tiếp tục đến vách tường khác mà tra xét. Hắn thấy cái bức điêu khắc thứ tư xuất hiện một cái tòa thạch đài cao lớn. Trên thạch đài có một lão giả đang quỳ, lão giả này giơ hai tay lên như đang kêu gọi thiên không. Trên thiên không có một khuôn mặt khổng lồ, khuôn mặt này chính là pho tượng nam tử mà tu Minh đã nhìn lúc trước. Nam tử ung hòa nhìn xuống mặt đất, nhìn mọi người trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Hình như gã đã ban cho cái lão giả kia lực lượng nào đó, khiến cho toàn thân lão giả này tỏa ra vầng sáng. Sang bước điều khác thứ năm, tu Minh thấy khuôn mặt nam tử trên thiên không đó không còn mỉm cười, mà là mang theo vẻ bi ai. Tộc quân bộ lạc dưới mặt đất mỗi người quỳ lại ở đó, thân sắc cũng mang theo vẻ đau thương. Bước điều khắc thứ sáu, khuôn mặt nam tử biến mất, mặt trời và mặt trăng trên thiên không vỡ vụn. Nhưng có thể thấy được trong mặt trời và mặt trăng có vô số thân ảnh mơ hồ tồn tại. Tựa như bọn họ đang biến mất, tựa như bọn họ biến mất ở đây đã nhìn chăm chú xuống mặt đất. Ánh mắt kia tiếc nuối không thôi, mang theo bi thương và tử khí nồng đậm. Bọn họ dường như sắp chết đi, nhưng mà trước khi chết dường như không yên lòng với sinh mệnh dưới đất bọn họ liên hợp chung một chỗ giơ tay lên về một hướng hư vô nơi đó liền xuất hiện một đại điện cao vút nhưng mà trên đại điện này lại có một cái đạo sấm sét đạo sấm sét trên đại điện này tô minh nhìn đến đây tâm thần chấn động hắn có thể hiểu được cái hình tượng này ẩn chứa ý tứ gì thương ảnh kia rất có khả năng là tiên linh đệ nhất thời đại bởi vì một trận hủy diệt không biết vì sao mà phủ xuống nên bọn họ đã rời khỏi nơi này đi về phía tử vong nhưng mà trước khi chết bọn họ đã ngưng tụ lực lượng của mọi người sáng tạo ra một tòa đại điện nhưng ngay lúc đại điện được tạo ra một đạo sấm sét lại đánh xuống khiến cho đại điện xuất hiện một số hao tổn đây chính là hàm nghĩa mà bức điêu khắc này muốn biểu đạt tô minh trầm mặt tiếp tục xem hai cái tấm điêu khắc cuối cùng phía trên tấm điêu khắc chính là một tòa đại điện tồn tại giữa thiên không trên từng ngọn đài cao dưới mặt đất có rất nhiều người đang cúng bái nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại dữ tợn điên cuồng Phía trên bọn họ có thân ảnh điêu khắc mơ hồ. Thân ảnh kia lộ ra khí tức tử vong, mặt trường bào, khiến Tô Minh nhìn một cái liền nhận ra. Đó chính là thân ảnh màu đỏ mà hắn đã từng nhìn thấy. Nhìn đến đây, Tô Minh hít sâu một cái. Bức tranh điêu khắc này đã xác định một số suy đoán của hắn. Thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại. Bọn họ từng là các tộc nhân của các bộ lạc trên mặt đất. trong trầm mặt, Tu Minh quay đầu nhìn về phía bức tranh cuối cùng nhưng mà lúc quay đầu hắn không nhận ra được ở phía sau hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thương ảnh đây là một lão giả cả người vô cùng bẩn thỉu hai mắt lão thẳng ngoắt mang theo vẻ vô thần đứng sau tu minh bức vẽ cuối cùng được điêu khắc cực kỳ phức tạp lại mang theo một chút thu ráp tựa như tâm thần của người điêu khắc không an tĩnh nhưng vẫn kiên trì điêu khắc như muốn ghi chép lại cái chuyện gì đó trong bức điêu khắc này có một hình ảnh là trên bình đài cao cao có một ông lão giơ hai cánh tay lên đại điện lơ lửng ở không trung phía trên của lão bên dưới lão là vô số tộc nhân quỳ lại thân sắc bọn họ rất kích động và kỳ vọng nhưng nếu đổi một loại tâm thái nhìn lại sẽ thấy đây không phải là kích động mà là hoảng sợ không phải là kỳ vọng mà là tuyệt vọng và bi thương hình ảnh tới đây thì dừng lại tấm điều khác thu đáp này khác hẳn so với mấy tấm trước tựa như chuyện xưa đã kể hết rồi Tu minh trầm mặt xoay người lại nhìn về bốn phía nhưng mà hắn vẫn không nhìn thấy thân ảnh già nua đang lặng lẽ nhìn hắn ánh mắt quét qua bốn phía tu minh nhíu mày hắn cảm giác ở nơi đây không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại nhưng mà lúc trước rõ ràng hắn đã nghe được tiếng nói đang trầm ngâm đột nhiên hai mắt tu minh coi rụt lại hắn nhận thấy phía dưới cái xác ở bên cạnh dường như còn tồn tại một khu vực khác thoáng một cái hắn đã bay tới bên cạnh cái hố sâu ở bên dưới cái xác kia tu minh nhận thấy ở gần nham bích có một cái ao hãm nhàn nhạt Dường như cái ao hãm này đã được người ngồi thiền từ rất nhiều năm trước, khiến cho đá từ từ thấp xuống, tạo thành dấu vết ngồi thiền. Nhìn dấu vết này, hai mắt của tu minh coi rút lại. Sau đó thì hắn mới từ từ ngồi sẫm xuống, giơ tay phải lên chạm vào cái dấu vết ở trên ao hãm này. Trong tức tắc chạm vào, tóc ghế hắn lập tức dựng lên, bởi vì dấu vết này tỏa ra một luồng ấm áp. Điều này chứng tỏ có người vừa mới ngồi thiền ở đây. Đó là chỗ lão phu ngồi thiền Đúng lúc này, từ phía sau Tô Minh truyền đến một tiếng nói già dạ nua. Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Lúc trước Tô Minh không hề phát hiện ra. Tiếng nói này giống như là có người nói ngay bên tai Tô Minh vậy. Khiến cho Tô Minh không chút do dự bộc phát ra tu vi. Hắn xoay người, chuẩn bị lao về phía trước. Nhưng mà khi hắn xoay người lại lại không nhìn thấy ai cả. Tim của Tô Minh đập cực nhanh, da đầu của hắn tê dại. Đột nhiên có một người vỗ nhẹ vào vai hắn. Nào, cô đang tìm cái gì vậy? thần sắc tu minh đại biến lần này hắn không lập tức xoay người mà là không chút do dự mà giơ tay phải lên trong giây lát khuất tán ra sóng gợn thoáng một cái hắn đã chạy thẳng tới nơi xa mạnh mẽ vận chuyển lực bản thân nhìn về phía sau nhưng cho dù làm như vậy thì hắn cũng không thể nhìn thấy cái gì cả tim của tô minh càng đập nhanh hơn mặc dù hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng lại biết chắc chắn rằng đối phương đang ở phía sau của mình trong trầm mặt tu minh đè nén tâm thần khoanh chân ngồi xuống vì nếu đối phương muốn ra tay với hắn thì đã ra tay từ sớm rồi. Nếu đến lúc này vẫn không ra tay thì Tu Minh cũng chỉ có thể cười khổ, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói. Đa tạ tiền bối lúc trước đã giải cứu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dường như là chỉ có một mình Tu Minh nói, không có người nào đáp lại. Thời gian nữa canh giờ từ từ trôi qua, tâm thần Tu Minh vừa động chậm rãi đứng lên, từ từ đi ra cửa hang động nhưng trong chớp mắt hắn đi tới cửa động đột nhiên hư vô bốn phía vặn vẹo trong phút chốc Tu minh cười khổ vì không biết vì sao mình lại bị đưa tới chỗ lúc trước khoanh chân ngồi tiền bối không nói lời nào cũng lại không để cho giảng bối rời đi nếu như có gì phân phó xin cứ nói đi nếu giảng bối có thể làm được nhất định sẽ toàn lực báo đáp ơn cứu mạng của tiền bối lúc trước Tu minh hít sâu một cái rồi trầm giọng nói tiểu tử bộ lạc của ngươi là gì một lúc lâu sau khi tu minh nói xong một tiếng nói nhàn nhạt truyền tới từ sau lưng của hắn ô sơn bộ giảng bối là người của tộc ô sơn bộ trong lòng tu minh vừa động không chần chờ chút nào lập tức nói hắn nghĩ trong lòng rằng nhất định đối phương chưa từng nghe tới cái bộ lạc này nhưng ngay khi tu minh đang chờ đối phương chất vấn lại nghe được tiếng nói mang theo tang thương từ phía sau lời nói này khiến cho tâm thần tu minh đột nhiên chấn động ô sơn bộ là một trong mười ba bộ lạc mà bộ lạc đại man phân hóa mà ra. Vừa nghe xong lời nói này, tâm thần của tu minh lập tức chấn động, đồng thời bàn tay phải khô héo của lão giả lại vỗ lên bả vai của hắn một cái. Lập tức một luồng khí tức bá đạo chui vào bên trong thân thể tu minh. Trong phút chốc đã xông vào hồn của tu minh. Nhưng không có cử động tiến hành siêu hồn gì, chỉ là đụng vào hồn của tu minh một chút. Sau đó luồng khí tức này thối lui, trở lại trong cánh tay phải khô héo ở trên bả vai của tu minh đúng là có khí tức man khải của man tộc, nhưng mà hồn của ngươi lại thuộc về đại minh bộ. Trong hồn còn có một sự không thuộc về bản giới nữa. Hừ, <laughs> năm đó lão phu là người phản đối nhất chuyện lấy nhau, nhưng người nói ngươi là người của man tộc cũng không phải là nói láo. Tiếng nói già nua vang vọng khiến cho đầu óc của tu minh nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ô sương bộ, ô sương bộ lại có thực man tộc, đại man bộ, Hắn còn nói hùng của ta là đại minh bộ Chuyện này Tâm thần của Tô minh không thể nào bình tĩnh được Bị một câu nói của lão giả này làm cho quay cuồng Ta với ngươi là một cuộc giao dịch đi Tiểu thứ man tộc nè Ngươi đã có thể tới đây Cũng coi như là có duyên với lão phu Tuy nói hùng và khí tức của ngươi có chút pha tạp Nhưng bất luận là đại man tộc hay là đại minh tộc Thì cũng coi như là tiểu bối cùng tộc với lão phu Cuộc giao dịch này đối với ngươi là một tạo hóa lớn đâu à. Tiếng nói tàn thương mang theo một nguồn lắng động qua năm tháng. Dù số năm tháng qua, những người khác tiến vào nơi này đều đã bởi lão phu lục soát hùng, lục da, khảo xương, hồng gió. Sau đó thêm một chút gia vị cũng là một chút thú vui đó. Lão giả nhàn nhạt nói, hai mắt tu minh chợt lóe lên, hỏi một câu. Vậy những tiểu bối khác cùng tộc đạt được tậu hóa lớn của tiền bối đang ở đâu vậy? Người ở bên ngoài đã thấy những thân ảnh xuất hiện trên bầu trời màu đỏ kia. Trong số đó có thân ảnh của bọn họ đó. Tiếng nói của lão giả vẫn bình thản nhưng mà khi rơi vào trong tay tu minh lại hóa thành lạnh lẽo. Tu minh trầm mặt, lão giả kia cũng không nói gì. Cho đến hơn một nén nhang sau, tu minh mới cười khổ rồi thở dài. Tàu hóa lớn của tiền bối là cho giảng bối một cơ hội tướng thăng làm linh tiên sau. À, đứa trẻ nhà ngươi cũng thật là khôn khéo nha. Đoán được từ lời nói trước lão phù quát bắn cái đám tàn thứ phẩm kia đúng không? Không sai, tạo hóa lớn tại cho ngươi chính là một cơ hội lên tiên. Nếu ngươi thích thì lão phù có thể phân tích một chút tạo hóa này cho ngươi. Nếu ngươi có thể đoán được lão phù muốn giao dịch cái gì cùng với ngươi thì lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi một chút nữa đó. Lời nói của lão giả ngừng lại, tựa như có thêm một ít cảm xúc khác nhưng mà vẫn nhàn nhạt nói người chỉ có một cơ hội để đoán mà thôi. Tiếng nói của lão giả vang vọng khiến hai mắt của Tu Minh lóe lên. Tiền bối không phải là đang nói đùa chứ? Tu Minh chậm rãi nói, sau lưng hắn, lão giả hư lạnh một tiếng. Hả, ta bảo đùa giỡn những cái thứ vô dụng này hả? Tiền bối muốn giảng bối giúp tìm ra rốt cuộc là ai đã giết tộc nhân của người. Tu Minh đột nhiên mở miệng, tiếng nói như chém đinh chặt sắt. Tuy chuyện đánh cuộc này cho dù Tô Minh thua cũng không có tổn thất gì. Nhưng mà Tô Minh muốn thắng, bởi vì trong cái cuộc tiếp xúc giữa hắn cùng với cái lão giả kia, hắn vẫn bị động. Ở trong lòng cũng đã bị đối phương ở phía sau gieo xuống bóng ma. Thậm chí bóng ma này càng lúc càng lớn, cho đến khi Tô Minh không thể phản kháng được sẽ bị đối phương hoàn toàn thao túng tâm thần. Hắn muốn nắm giữ thế chủ động, cho dù chủ động này quá bé nhỏ, nhưng đối với Tô Minh mà nói cũng là một loại phản kháng và dễ dụa. Mà đáp án này cũng không phải là do Tô Minh tưởng tượng lung tung ra, hắn phán đoán thông qua mấy dấu vết. Thứ nhất là nơi đây đã trở thành phế tích, trở thành chỗ chung xương của người tộc thiên linh. Nhưng mà lão giả này vẫn ở đây, lặng yên làm bạn cùng với tộc nhân của lão. Thứ hai chính là ở trên bức điều khắc thu đáp cuối cùng, những chuyện biểu đạt trong tấm hình tràn đầy quỷ dị, không có kết thúc bình thường, có rất nhiều chuyện biểu đạt ở đây. Bộ lạc thiên linh bị diệt vong hoặc là thọ nguyên kết thúc mà chết, nhưng mà trong những cái xác chết có rất nhiều đứa nhỏ, cho nên không có khả năng sau được. Thứ ba chính là những thân ảnh màu đỏ bị giết hết. Lão giả này vốn dĩ rất là mạnh mẽ. Chuyện này tuy nói có thể có, nhưng mà lại không thể tồn tại. Còn có một nguyên nhân khác, lại là do những nhân tố bên ngoài đưa đến. Nhưng mà tu Minh chỉ có một cơ hội để suy đoán, cho nên hắn không chút do dự nói ra câu trả lời này. Tuy vậy nhưng tu Minh cũng không nắm chắc với câu trả lời này. Nhưng sau khi hắn nói xong câu trả lời này thì lão giả kia vẫn trầm mặt. Tô Minh biết rằng suy đoán của mình có lẽ là chính xác rồi. Có lẽ nằm đó ta nên suy nghĩ lại cái chuyện các tộc lấy nhau. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau Tô Minh. À, người rất thông minh, giỏi quan sát kỳ tiết, suy đoán của người rất chính xác nhưng cũng là sai lầm. Người giết chết tộc quần là chính ta. Nói ra điều mà người muốn ta bàn thưởng đi. Tiếng nói của lão giả lộ ra một tia bi ai, chậm rãi vang vọng để bối không cần ban thưởng chỉ hy vọng được nhìn thấy hình dáng của tiền bối thôi tô minh trầm mặt một lát rồi hai mắt chợt lóe lên quyết đoán nói người quả nhiên là rất thông minh nhìn được và không nhìn được đâu chỉ lòng người là hoàn toàn khác nhau sau một hồi lâu tiếng nói già nua lại vang vọng hư vô ở phía trước tô minh vặn vẹo một lão giả từ từ đi ra mặc dù toàn thân lão giả kia vô cùng bẩn thỉu nhưng mà Tô Minh vẫn nhận ra đối phương chính là ông lão trên bức điêu khắc cuối cùng. Người khoanh chân ngồi ở trên đài cao, vươn hai tay hướng về đại điện ở trên bầu trời, bên dưới là vô số tộc nhân quỳ lại. Trong đôi mắt của lão giả này là một mảnh thâm thúy, nhưng thâm thúy này lại tồn tại vẻ chết lặng và mờ mịt. Nhưng cái nét thâm thúy này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như nếu nhìn thẳng vào mắt của lão sẽ bị hút mất linh hồn. Lão đứng ở nơi đó, trên người không có chút tu vi nào dao động, nhưng mà tu minh có thể cảm thụ được vô số uy áp soi ra còn mạnh mẽ hơn đạo hải tiên năm đó nữa tựa như người này và đạo hải tiên chinh lệch một cảnh giới trên người của người có ẩn tàng một ý chí đó là một ý chí của linh tiên mày măng né tránh được hạo kiếp nhưng mà đã bị dở ra vô số lần rồi hôm nay còn sót lại chỉ là một chút linh thức nhưng mà ảm đạm hầu như đã sắp bị dập tắt rồi vậy hẳn là linh tiên của xa thổ bộ rồi Lão già nhàn nhạt nhìn Tu Minh tự như có thể nhìn thấu cơ thể của hắn, thấy tất cả bí mật trong thân thể của hắn vậy. Tiếng nói vang vọng khiến tâm thần Tu Minh chấn động, nhưng mà thần sắc lại không lộ ra chút biến hóa nào. Nhìn qua mặt mũi của vị lão giả thần bí của Thiên Linh Bộ Lạc này, những biểu cảm của Tu Minh cẩn thận chôn sâu ở trong đáy lòng, vẻ mặt hay thần sắc đều đại đa số biểu hiện ra cho đối phương thấy những điều đối phương muốn biết mà thôi. Dù sao thì một người chân chính mà không rõ vui giận thường rất dễ bị dò xét ra cũng dễ bị người ta phòng bị, cho nên điều cần phải giấu giếm chính là tất cả biến hóa bên trong nội tâm. Tu Minh biết lão già kia nói tới là ai, Sa Thủ Linh, tự xưng là Tiên Linh, nhưng mà trên thực tế chỉ là tồn tại Linh tiên Lời của lão già này cũng giải thích cho những suy nghĩ và nghi ngờ của Tu Minh lúc trước về Đạo Hải Chi Tiên. Lúc trước hắn nghĩ tới Đạo Hải Chi Tiên, trong nội tâm từng xuất hiện thân ảnh của Sa Thủ Linh, hôm nay xem ra Sa Thủ Linh đúng là không phải giống như hắn tự xưng là Tiên Linh mà chỉ là một linh tiên mà thôi. Sa thủ linh vẫn ngủ say mà tu minh mãi không gọi hắn. Bởi vì diệt sinh chủng đã mất rồi, tu minh không biết là một khi triệu hồi sa thủ linh kia thì có xuất hiện chuyện bất ngờ gì hay không. Tiền bối lúc trước nói là ở giảng bối còn có khí tức của ngoại tộc. Tu minh biết những lời này có lẽ mình không nên chủ động hỏi ra mà chỉ nên hời hợt bỏ qua hoặc là coi như không chú ý tới. Có lẽ đó mới là sự lựa chọn chính xác tiến hành giao dịch kia với đối phương nhưng tu minh vẫn hỏi nếu không giải thích tất cả cho rõ thì cái gọi là vận may này có thể hắn sẽ bị biến thành cái thương ảnh màu đỏ kia trở thành thứ tàn phẩm khi thăng linh thất bại không biết ngoại tục là cái gì thân sắc tu minh như thường nhìn lão già chậm rãi hỏi lời này của hắn vừa thốt lên hai mắt lão già kia chợt lóe lên ánh sáng nghiêm nghị quan sát tu minh hồi lâu không nói gì tu minh cũng không mở miệng mà lẳng lặng nhìn lão già hắn tuy rằng tu vi không bằng đối phương Tuy lão già này muốn tiêu diệt hắn thì cực kỳ dễ dàng, nhưng mà dù là thế thì hắn vẫn có dũng khí nhìn đối phương. Ngoại tộc, tất nhiên là âm tộc, còn có thánh tộc nữa. Bọn họ đối với các bộ lạc hoang tộc chúng ta mà nói chính là ngoại tộc. Sau một hồi lâu, lão già kia mới lãnh đạm nói ra những lời này. Hai mắt tôi mình lóe sáng, những lời này của lão giả mang tới tin tức rất là lớn. Tâm hoang đại giới, tại sao lại được gọi là tâm? Tô Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi nữa. Lão già nhìn Tu Minh trên mặt lộ ra ý vị rất sâu, ngẩng đầu nhìn phía trên động phủ, thân sắc dường như đang cảm khái. Ngươi đã nhận ra một chút lịch sử diễn cổ, muốn xác minh từ chỗ lão phu sao? Cũng được thôi, đáp ứng vào dịch của chúng ta, ta sẽ nói hết thảy cho người biết vậy. Những chuyện cũ đã mài táng bên trong năm tháng, đó là chuyện mà lão phu đã trải qua. Lão giả bình tĩnh nói giọng nói mang theo vẻ tang thương vang vọng bên trong động phủ tràn ngập hài cốt giống như làn gió năm tháng gào thét qua tu minh trầm mặt hồi lâu ánh mắt lóe lên chậm rãi gực gực đầu tam hoàng sở dĩ được gọi là tam bởi thời kỳ diễn cổ tiên linh sáng tạo ra trời cao chúng ta trong thiên địa tồn tại ba bộ lạc ba tộc quần này là một ấm một là thánh còn một là hoang ba tộc quần mỗi tộc đều chứa rất nhiều bộ lạc Thường sắc của lão giả mang theo hồi ức, giọng nói mờ ảo, lan tràn tới không biết bao nhiêu thời gian trước. Như vậy tâm hoàng đại giới trong đó có cổ ngu, cổ thục, cổ ngụy sau? Tôi mình lập tức mở miệng. Những cổ mà ngươi nói thì lão phu không biết là cái gì, nhưng mà ta biết các bộ của âm tộc phát triển tới cái thời đại hậu kỳ tiên linh. Bộ lạc của bọn họ được tiên linh hiệu triều, đều xưng là ngô mà thánh tộc được tiên linh hiệu triệu sáng lập ra một cái gọi là thuộc. Vậy hoang tộc chúng ta chính là cái mà người gọi là nguy. Giọng nói của lão già vang vọng, mặc dù thân sắc bình tĩnh nhưng trong nội tâm tu minh lại giống như có sóng to gió lớn. Những lời nói của lão già này đồng thời giải nghi hoặc cho hắn. Cũng làm cho hắn trong giây lát nghĩ tới thiên ngô công tử mà hắn gặp ở trong thần nguyên tinh hải năm xưa. Vì đại năng kia dù chết bên trong địa ngũ hỏa lò nhưng mà Tô Minh sẽ không quên trận đánh cuối cùng của người này, kích phát ra cái gọi là cổ ngô huyết mạch, lại liên tưởng tới bản thể của đối phương là con rít khổng lồ. Trong đầu Tô Minh lúc này đột nhiên sáng tỏ, ám thần nhất mạch tu nội Đan. trên thực tế người của trận doanh này nhìn như tu sĩ nhưng lại là các loại vật kỳ dị biến thành. Điểm này Thiên Ngô công tử đã thể hiện rõ. Nhưng bọn họ ngày hôm nay đã không còn gọi là ám tộc và thánh tộc nữa, tự xưng là ám thần và nghịch thánh, Lời nói của Tô Minh tới chỗ này thì liền ngừng lại, nhìn về phía lão già. Lão già trầm mặt, sau đó mới thăng nhẹ một tiếng. Trong tiên linh cũng có trận doanh, nếu không thì làm sao xuất hiện ngô thuộc quỷ cho được. Trong một khảo kiếp đột nhiên phủ xuống năm đó mà ta không biết được. Hôm nay mơ hồ chỉ lục lọi được một chút mà thôi. Lúc ấy bọn họ phần lớn đều đã mất mạng cả rồi. Điền đại chúng linh vẫn lạc, truyền thừa mất đi, linh tiên quật khởi và thưa thớt, đại điện truyền thừa thì dở chủng. Người thăng linh thất bại tàn sát bừa bãi, khiến cho cuộc đại chiến tam tộc cũng vì vậy mà xảy ra. Trận đại chiến này ngụy biến mất, ngụy đại biểu cho hoang tộc sụp đổ, nhưng mà ngô và thục cũng phải trả giá thảm trọng. Trận đại chiến này đại biểu cho thời đại tiên linh kết thúc, thời đại bộ lạc tới tận cùng, cũng đại biểu cho tam hoang không thích hợp cho các tộc sinh tồn được nữa cho nên ngô và thục mới từ trong đó trừ một số nhỏ tộc nhân lựa chọn lưu lại còn đâu hầu hết người còn sống sót đều rời khỏi tam hoang đại giới muốn đi sáng tạo ra một nơi ở mới thích hợp cho bọn họ sinh tồn cho tới nhiều năm sau một tiểu bối xông vào nơi này xúc động cấm cháy nơi đây khiến ta thức dậy sau khi ngủ say ta tra xét trí nhớ của tên tiểu bối đó trước khi chết biết bộ lạc đã bị thay thế rồi xuất hiện thời đại thứ ba xuất hiện chính đại chân giới cũng từ trí nhớ của hắn mà biết được ám thần và người thánh lão già nói tới đây liền nhìn về phía tu minh tu minh trầm mặt đây là vì hắn biết chân tướng mà nội tâm chấn động đồng thời cũng xác định suy đoán của hắn chẳng qua tất cả dù hắn đoán được phần lớn thì cũng không phán đoán ra được những gì liên quan tới nghịch thánh và ám thần lại khiến nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh lại được hóa ra là như vậy thảo nào cùng một cường giả mà chiến lược liệt trên là to lớn như vậy tụi mình hít sâu một hơi hai mắt bỗng nhiên lóe sáng chúng linh điện là do tiên linh tam tộc thống nhất sáng tạo ra hay là là quỷ tiên linh chúng ta sáng tạo ra đồng thời ở ngô và thục cũng tồn tại cái vật tương tự lão già chậm rãi nói tiền bối ta còn có vấn đề cuối cùng ngô cũng tốt thục cũng được còn cả ngụy của chúng ta nữa. Tiên linh sáng tạo ra, bọn họ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ tới từ phương nào? Bọn họ vì sao lại sáng tạo ra trời cao nơi này, sáng tạo ra tam tộc? Khi tu minh hỏi tới cái vấn đề này, trong đầu hắn hiện lên ô sơn năm xưa, khi hắn còn là một thiếu niên u mê, nhìn truyền thuyết miêu tả liên quan tới man tộc mà hỏi. Man tộc có tổ khai thiên tạo tộc. Đó chỉ là một truyền thuyết, là một câu nói tầm thường khiến ta cảm thấy là thần thoại, nó là sự thật. Sắc mặt của tu minh biến hóa liên tục, nhìn về phía lão giả thiên linh bộ lạc trước mặt này. Có lẽ ở trước thời đại tiên linh, vẫn còn cái thời đại khác lớn hơn nữa kìa. Lão già trầm mặt chốc lát, thăng nhẹ một tiếng, trong tiếng thở dài ẩn chứa tang thương này, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy linh hồn giống như biến thành bụi bặm vậy. Sinh mệnh thời đại đó, tu chi của bọn họ vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ vô cùng cường đại, nhưng mà cũng vẫn gặp phải hạo kiếp không biết. Cả thời đại bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một số người. Bọn họ sáng tạo ra tâm hoang, nhưng cuối cùng cũng vẫn không tránh thoát khỏi vận mệnh. Bọn họ đều mất mạng cả rồi. Vấn đề này ta cũng thường muốn biết nữa. Ta không phải suy đoán tới bọn họ mà suy đoán về chính mình nếu ta có thể sống càng lâu, có thể chứng kiến mọi thời đại biến thiên, cho tới một ngày, chúng ta dù là ở tam hoang đại giới hay ở bên ngoài tinh không mênh mông, đối với một cuộc hậu kiếp không thể đối kháng mà nói, nếu ta có thể còn sống sót, ta có thể làm gì? Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì đây? Lão giả lẩm bẩm Là ta, ta sẽ lấy năng lực của ta đi sáng tạo một trời cao mới, để truyền thừa có thể tiếp tục, để dấu chết không bị xóa đi. Tâm thần Tu Minh chấn động, nhìn lão giả trước mắt này. Lão già này cũng nhìn hắn. Tu Minh hiểu những lời nói này của lão già đã cho hắn đáp án rồi. Ta đã giải đáp nghi ngờ của ngươi, vậy hiện tại ngươi cũng phải thực hiện hứa hẹn, hoàn thành giao dịch của chúng ta. Ta cho ngươi cơ hội thăng linh, mà ngươi sau khi thành công phải mượn lực lượng của chúng linh điện trở lại quá khứ ngăn cản ta mới không chế tru diệt toàn bộ tộc nhân của ta dù không ngăn cản được thì cũng phải đặt ở đó một cái điểm mốc để ta có thể trở lại quá khứ vô số lần hai mắt của lão già lộ ra vẻ chấp nhất điên cuồng lão nhìn chằm chằm vào tu minh giống như nếu mà tu minh mà từ chối thì chỉ sợ là dù tu minh có là tiểu bối ở trong tộc lão cũng lập tức giết chết tu minh trầm mặc hắn đã nhận ra lão già này dù nói là muốn giao dịch dù lão cho mình thấy khuôn mặt, nhưng mà Tô Minh cũng không dự liệu được lão già này lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Thay đổi quá khứ, chuyện này không cần nói có tồn tại chân chính hay không. Nhưng mà dù tồn tại, nếu có thể dễ dàng như vậy thì chỉ sợ là lão già này và một số tiên linh lúc trước đã nghĩ tới. Bọn họ còn mất mạng sao? Tô Minh yên lặng nhìn vẻ chấp nhất trong mắt của lão già. Bỗng nhiên hắn có chút thương cho lão nhân này. Đây là một lão nhân mặc dù có tu vi cường đại nhưng vẫn luôn sống trong tự trách và hối hận. Là một lão nhân không tiếc tất cả điên cuồng để thay đổi vận mệnh của tộc nhân. Giảng bối sẽ giữ lời hứa. Tu Minh khẽ mở miệng. Đây là tạo hóa của ngươi. Nếu ngươi thăng linh thất bại, ngươi sẽ trở thành linh hồn không có ý thức. Chỉ khi nào ngươi thành công, ngươi mới có thể từ hậu linh mà bước vào tiên linh vẻ chấp nhất trong mắt của lão giả càng thêm kiên định. lão nhìn tu minh, lời nói rơi vào trong tay tu minh. hai mắt tu minh bỗng nhiên chật lóe. ta là hậu linh, đương nhiên là hậu linh. lâu trước thông qua bọn tiểu tu sĩ xông vào nơi đây, ta mới biết được lão phu ở thời đại cuối cùng, thời đại hiện tại gọi là hậu linh và linh hậu. ngươi đạt được manh khải đại manh bộ, đó là manh khải trần chính, lại đạt được minh giác đại minh bộ hai thứ này cộng vào với nhau khiến cho người không còn là linh hậu tầm thường mà trở thành hậu linh. Tuy nói tiến thêm một bước người chính là tiên linh, nhưng mà khoảng cách giữa hai bước này là khoảng cách giữa hai thời đại. Nếu không có chúng linh điện, cho dù tu hành thế nào thì cuộc đời này cũng khó có thể vượt qua. Nhưng hôm nay đây là tạo hóa của ngươi. Nghe lời lão giả nói, Tô Minh lại liên tưởng đến sự khác biệt của bản thân với đại năng tam hoang. Nghĩ tới việc bản thân có thể đánh một trận với trận doanh nghịch thánh, hắn liền hiểu được nguyên nhân. Lấy tù di của lão phu có thể lấy ra ba lần thể hiện thăng linh trong vòng năm tháng. Ngươi chỉ có ba lần cơ hội quan sát có thể thành công hay không. Ba lần quan sát này là trọng điểm. Lão phu hy vọng ngươi có thể thành công. Nhưng mà không thể không nói nha, cho dù là ở niên đại của Lão Phu, người có thể thăng lên thành công cũng vô cùng hiếm thấy. Lão giả phức tạp nhìn Tu Minh một cái, vùng tay áo lên. Tô Minh lập tức cảm thấy hư không xung quanh vặn vẹo. Trong phút chốc thấy hoa mắt, khi tầm mắt của hắn rõ ràng là lúc bọn họ không còn trong động phủ nữa, mà là đang trong một cái mảnh sương mù màu trắng. Trên một cái bình đài cao vút, bọn họ đứng ở trên bình đài. Tu Minh cúi đầu nhìn lại, nhìn qua sương mù vô tận kia còn có một số ngọn núi như ẩn như hiện trong sương mù. Người đã trải qua man khải trần chính, có thể tính là man tộc. Như vậy, đầu tiên Lão Phu sẽ cho người thấy cảnh tượng vô số năm về trước. Cường giả man tộc các người thăng linh. Hai mắt của Lão Giả lộ ra tinh mang chói mắt, tu vi toàn thương âm trầm bộc phát ra vô hạn. Tu vi lực lượng tản mát ra tám phương, chỉ trong tích tắc khiến cho thiên không chấn động, để sương mù trên mặt đất quay cuồng, càng làm cho tu minh gần như hít thở không thông. Giờ phút này tu vi của lão giả tản mát ra, lập tức khiến tu minh xuất hiện ảo giác. Dường như người đứng ở chỗ này không phải là lão giả kia, mà là một mảnh núi sông mênh mông cuồn cuộn, là một thế giới đầy đủ, càng là một đại giới tinh không. Tất cả thứ này dường như đều được tích chứa trong thân thể của lão giả. Tâm thần tu minh chấn động, đồng thời hắn cũng so sánh với cường giả mà hắn đã nhìn thấy. Tuế trần tử cũng tốt, đạo hải chi tiên cũng được, cho đến khi tô minh nghĩ đến cảnh tượng khuyết khẩu tam hoang bị phá vỡ trong liên minh tiên tộc hắn đã nhìn thấy thân ảnh của một tồn tại bất khả ngôn hay còn gọi là vô ngữ tâm thần chấn động lần nữa lão quả nhiên là bất khả ngôn đây là lần đầu tiên tô minh tận mắt nhìn thấy sự cường đại của tu vi bất khả ngôn đó dường như chỉ cần lão giả này muốn thì có thể làm cho thế giới này biến mất chỉ cần là ý nguyện của lão thì thiên không cũng phải thay đổi trước mặt của lão cường đại không thể nào hình dung được đó là cảnh giới đã vượt qua, áp đảo trời cao, áp đảo hư vô, áp đảo tinh không. Đây cũng không phải lực lượng tiên linh. Tù Minh hô hấp dùng dập, hắn đã gặp qua tiên linh. Cho dù là sa thủ chi linh hay là đạo hải chi tiên thì cũng tuyệt đối không cường đại như vậy. Đây là lực lượng tám lần thăng linh thành công, còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành tiên linh. Bất khả ngôn hay vô ngữ hả? có lẽ phù hợp với cảnh giới vô ngữ như lời của người nói rồi đó. Nhưng mà lão phu thấy nếu có thể thăng lên thành công chín lần thì cảnh giới của lão phu không phải là vô ngữ như lời của người nói nữa mà là khả ngữ. Tiên linh có thể nói. Lão giả giơ tay phải lên, vung tay áo về phía thiên không. Dưới cái vùng này thiên địa nổ vang. Trong giây lát thiên không liền xuất hiện cái lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy rầm rầm chuyển động nhanh chóng khuếch tán về tám hướng những nơi mà nó đi qua thiên không trở thành vô số mảnh nhỏ âm thanh kèn két vang vọng cả thiên không rõ ràng đã trở thành đại hạn những cái khe nứt liên tục xuất hiện mảnh vỡ bắn về bốn phía sương mù trên mặt đất cũng bị cuốn sạch tôi Minh lập tức cảm nhận được những cái chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay vù vù tiếng vù vù này là rung rẩy là rung rẩy bản năng khi gặp được lực lượng cường đại hơn nó rất nhiều loại rung rẩy này khiến cho tô minh hiểu được ở trước mặt của lão già kia Mặc dù chiếc nhẫn này cũng có khí tức của bất khả ngôn Nhưng mà đối với lão già này thì quá yếu Lão nhân của bộ lạc thiên linh này Đã mạnh mẽ hơn cả cường giả tam hoang Đã sáng tạo ra chiếc nhẫn nghịch thánh Ở trận doanh nghịch thánh rồi Có lẽ hắn được gọi là hoang thần Tâm thần tu minh chấn động Là lúc vô số mảnh nhỏ do thiên không vỡ vụng quét ngang Lấy tốc độ cực nhanh mà tổ hợp lại Dường như hóa thành một thiên không khác Theo tia sáng của thiên không kia chợt lóe lúc tia sáng phủ xuống mặt đất như cắt đứt thời không tô minh thấy được trước mặt của hắn trên bình đài có nhiều hơn một thương ảnh đây là một người vô cùng khôi ngô thân hình cao lớn từng trận khí tức man tộc khiến cho tô minh quen thuộc khuếch tán ra không giữ lại chút nào từ trên người thân ảnh này mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhưng đều là người man tộc khiến tô minh vô cùng quen thuộc với đại hán kia vết sẹo toàn thân của đại hán đã khép lại gã đứng ở nơi đó như đứng cùng với trời đất Đại địa cũng muốn khuất phục, thiên không cũng muốn cúi đầu. Man, man, man. Trường trận gầm nhẹ truyền ra từ phía dưới. Tù Minh cúi đầu nhìn lại, hắn lập tức thấy được cái vùng đất dưới bình đài này. Giữa phút này xuất hiện vô số man tộc, tất cả bọn họ đứng ở đó mà lớn tiếng gầm, khí thế mạnh mẽ như cầu vùng xuyên không, khiến cho đại địa và thiên không rung rẩy. Đây là cảnh tượng vô số năm trước. Man Công, tộc nhân đời thứ 38 của man tộc các người thăng linh. Đây là lần đầu tiên hắn thăng linh, nhưng cũng là lần thất bại cuối cùng của hắn. Nếu người coi trọng thì Lão Phu sẽ dùng tu chi xé rách thiên không, dấu chiếm ý chí màn hoàng đại giới, rút ra trí nhớ. Âm thanh của lão giả kia quanh quẩn bên tai tu minh, ở bên cạnh thân ảnh lão giả từ từ hiển lộ ra, mang theo ánh mắt cảm khái nhìn về phía cái bình đài chỉ có bóng lưng đại hán hai mắt tu minh coi rút lại lời nói của lão giả kia đã bị hắn ghi sâu trong đáy lòng thì ra tu vi đến trình độ nhất định thì có thể xé rách thiên không giấu diếm ý chí tam hoang rút ra trí nhớ nhưng chỉ là dấu diếm, hai chữ bí ẩn này cũng đủ để nói rõ rồi cho dù tu vi của lão già này thì vẫn phân chia cao thấp với ý chí tam hoang hắn chỉ có thể dấu diếm mà không phải là mạnh mẽ ép ý chí tam hoang rút ra trí nhớ tất cả đều bị tu minh nhớ kỹ đồng thời toàn bộ tâm thần của hắn cũng đặt lên người đại hán man tộc phía trước. Hắn thấy đại hán này ngửa mặt lên trời rống một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, lực lượng khí huyết nồng nặc ầm ầm bộc phát. Trong khi bộc phát thì không có chút tu vi dao động nào, nhưng mà khí huyết cường đại đủ để áp chế tất cả tu vi, có thể đánh nát tất cả bức tường cản trở. Man tộc, đây là bộ lạc có thể ngang hàng với thuộc trung thánh tộc trong thần tộc nhục thể của bọn hắn đã mạnh mẽ đến trình độ không thể nào hình dung. Lão giả bên cạnh tu minh lẩm bẩm, giống như tự nói, lại giống như đang nói với tu minh. Đúng lúc này, đại hán man tộc gào thét, một luồng sóng gợn đột nhiên khuếch tán từ trên người. Sóng gợn này là khí lãng, rầm rầm vang vọng khắp thiên không, khiến cho thiên không lập tức xuất hiện vặn vẹo như sắp bị xé nứt. Một tòa đại điện mà tu minh đã gặp qua liền xuất hiện Đại điện này chính là hàng linh điện đã xuất hiện vô số thân ảnh màu đỏ đuổi giết tù minh lúc đầu. Đại điện này phủ xuống rồi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó phía sau thiên không lại vặn vẹo, rõ ràng xuất hiện một tòa đại điện mênh mông, tản mát ra kim quang vô tận. Hàng linh điện so sánh với nó như người lớn và trẻ nhỏ vậy. Đại điện màu vàng phủ xuống, trong tiếng nổ vàng hoàn toàn lộ ra. Từ xa nhìn lại dường như vô biên vô hạn. Mơ hồ có thể thấy được trên đại điện này có một cái bản hiệu. Trên đó có viết hai chữ to Chúng linh Lần đầu thăng linh chỉ xuất hiện một tòa hàng linh điện Năm đó lão phu thăng linh lần thứ tám Lại xuất hiện tám tòa hàng linh điện xoay tròn Chúng linh Lão giả bên cạnh tu minh nhàn nhạt mở miệng Cùng lúc đó trong tích tắc chúng linh điện khổng lồ màu vàng xuất hiện Lập tức mạnh mẽ khuếch tán kim quang vạn trượng ra khắp đại địa Khiến cho thiên không và đại địa trở thành màu vàng chỉ trong nháy mắt trong giây lát, trong đại điện xuất hiện vô số thương ảnh. Những hư ảnh này không phải thương ảnh màu đỏ đuổi giết tu minh, mà là một đám người mặc trường sam. Bọn họ nam có, nữ có, lơ lửng ở ngoài đại điện màu vàng, giống như cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Người đứng ở trên cùng, toàn thân đều tỏa ra kim quang vạn trượng. Tràn ngập uy áp khiến cho người ta hít thở không thông. Dưới gã là ba người, phía dưới lại là tám người. Mười một người, ba mươi chín người, tám mươi sáu người, cho đến cuối cùng là 861 người. Đây là... Tôi minh quan sát hơn 2.000 hư ảnh bên ngoài đại điện. Hắn có thể nhìn ra những cái thứ này không phải chân thân mà là do khí tức nào đó ngưng tụ ra lực lượng. Bọn họ sắp hàng dường như theo quy tắc nào đó, tổng cộng 10 hàng. Nếu không coi cái người đứng cao nhất là một hàng, thì bên dưới hắn tổng cộng có 9 hàng. Những thứ này là tiên linh vậy, tổng cộng 2.603 tiên linh vậy thăng linh chính là tuyển chọn một trong số những tiên linh dị đó từ dung hợp lần đầu dung hợp chỉ có thể chọn từ hàng thấp nhất như vậy suy ra nếu có đầy đủ vận khí thì có thể từ từ dung hợp đến lần thứ chín cho đến thân ảnh tồn tại duy nhất đứng đầu lựa chọn khác nhau cũng đại biểu cho bản thân mạnh yếu việc này cần phải thử nghiệm mà cách mấy trăm năm mới xuất hiện một tộc nhân có tư cách thăng linh cho nên bọn họ vì tộc quần mà lấy tâm lý hy sinh đi đánh cược một khi thất bại chính là tử vong trở thành sát lục chi hùng không có ý thức các tộc nhân sẽ nhớ thứ tự bọn họ dung hợp thất bại để cho người sau không chọn mà thử cái tiếp theo lão giả than nhẹ một tiếng chậm rãi nói hết tập 213 của bộ truyện cầu ma xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách tạm biệt tất cả mọi người